đội bóng nổi tiếng Thái Lan muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu. Sau khi lỡ hẹn với Quang Hải, câu lạc bộ nổi tiếng của Thái Lan được cho là đang rất muốn sở hữu tuyển thủ Đoàn Văn Hậu. Trong thời gian qua, Muangthong United được cho là đã ngỏ ý muốn chiêu mộ Quang Hải khi tiền vệ này thất sủng và muốn chia tay Pau Fan Club về Đông Nam Á thi đấu. Dẫu vậy, khúc mắc về tiền lương khiến cho thương vụ này chưa thể đi tới thành công ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau khi lỡ hẹn với tiền vệ Quang Hải của Pau Fan Club, tờ Ido Dung tiết lộ, Muangthong United hiện đang chuyển sang quan tâm Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn đang ở trong mùa giải đầu tiên với câu lạc bộ Công an Hà Nội với mức lương khá cao và đây là thách thức rất lớn đối với đội bóng Thái Lan trong việc chiêu mộ học trò cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Muangthong từng là điểm đến tương đối thành công của Văn Lâm trong quá khứ trước khi cầu thủ Việt Kiều Nga sang Nhật chơi bóng và không có được thành công như mong đợi. Tuy vậy, đây mới chỉ là thông tin từ báo chí Thái Lan. Hiện phía câu lạc bộ Muangthong United cũng như Đoàn Văn Hậu vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này. Tại Thai League, các câu lạc bộ được đăng ký không giới hạn số lượng cầu thủ từ khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên mỗi trận đấu chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ từ khu vực này.